Hi baby, chào các bạn, mình là Linh đây. Yeah, mình vừa vào nhá. Đi 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 đi. Rồi chết rồi. Ủa đồ nhỏ chứ. Quay lên. Quay lên, từ 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 từ. Mình bị mắc một cái tường. Bỏ ra đây. Ui nguy hiểm rồi. Nguy hiểm. Chúc mừng năm mới. Ở đây lại AFK này. Ừ. Đi đi đi. Đúng rồi. Ơ không chết. Ôi tụi tụi. Bình tĩnh ra bạn đây. Bình tĩnh ra. Thôi nó nhảy nó không chết. Ấy khai xuân nhưng mà thứ này là may rồi. Ê ngon chế độ được hai thằng luôn đây. Yeah, và nay là mùng kiểu mình cách một hôm mình làm một clip bởi vì là mình muốn dành thời gian cho gia đình và mình muốn nói lời cảm ơn rất nhiều bạn luôn. Các bạn ấy inbox và chúc mừng năm mới mình cực nhiều luôn mà mình không thể trả lời được hết, các bạn thông cảm nhá. Vào đó nào. Ui thằng này khôn đấy. Vào đây, vào đây, vào đây. À, vẫn chết. À đấy, ok. Ui vãi. Khai xuân thế này là mình có vẻ là khá may ấy chứ, không phải đùa đâu. Yeah. À, với các bạn là những lời chúc của các bạn thì cũng nhiều quá nên mình không thể trả lời hết được. Và mình cũng chúc các bạn như mình à, may mắn này, giống như mình vừa đấy. Tại gặp AK là sướng ấy. Ui. Ôi, sao lại có véo này? Như, ôi thôi. Xong. Ở đây. Ok. Ơ, mình vừa thấy nó AFK bây giờ sao nó chạy được rồi này. Áo thật. Chết đâu mày? Thôi chết lại. Ui. Quái. Đừng. Đúng rồi, bắn nó đi, đừng bắn anh làm gì. Ôi, sao nó bắn mình? Ok. Chết đâu. À, trời kia. Đây anh phải. Ôi ngon. Công nhận là hên thật. Yeah. Và khởi đầu năm mới mình lại trả lời thêm một câu hỏi nữa của em Thiếu Gia Thủy. Anh em ấy hỏi câu hỏi đầu tiên là anh có bao giờ vào nhầm nhà vệ sinh nữ lần nào không? Câu trả lời là có. À, từ từ đây. Thật sự có đầu xít ra sao? Chết đâu vậy? Ok. Chà, không chết. Thông một đi đấy. Thông một, anh nháy ơi. Đâu rồi. Chết rồi. Nó nháy ơi. Ở đâu đấy? Ngon. Ôi còn đồ xít. Ôi hình như nó chết mất rồi. Giời ơi. Đập chả chết gì cả. Vâng, tuyệt vời. Vãi. Yeah, tại tiếp tục. Tự nhiên anh kiểu chủ ác thì em ấy vào. Ui trời ơi. Ô lag. Mình tưởng không chết. Ui lag. Ui dồi ôi chết rồi. Thế nhiên lag với đâu. Rồi mình trả lời câu hỏi đầu tiên là cái lần mình vào nhà vệ sinh nữa là một lần nó quá là ngu người đi. Ui bà đế đít. Thỏa mặt vào. Ôi thôi. Kiểu như là đợt đấy là mình chuyển trường ấy, mình xuống cái trường ở gần chỗ bà nhà là một bà nội mình học ở đấy mà. Thì cũng biết đâu. Thì hôm đấy là cũng đi sớm kiểu đi khai giảng mà thì anh ngờ kiểu tự nhiên là buồn đi nặng. Thôi thế nào mà nhìn đến nhà hai nhà vệ sinh. Ok. Ui đồ to kìa. Ui. Ui vãi, nó cận chiến luôn à. Thì cô có biết gì đâu, mình thấy bên nhà vệ sinh nữ với nhà vệ sinh nam nó chả khác nhau với cả nó chả đề biển gì cả. Kiểu lúc đấy còn ui. Kiểu lúc đấy nó còn thô sơ mà. Nó không ghi với cả nhìn nó cũ như nhau. Mình thấy bên nhà vệ sinh nữ thế là thôi, vào đấy luôn, vào đấy giải quyết cho nó nhanh. Nó buồn đấy, quá em chịu được luôn. Cái gì đấy vậy? Ui kìa. Ui, hai phát rồi. Ui, vào đây. Ây bơi vào đây. À, ok. Không chết à? Không chết. Lấy hết vào rồi. Ôi. Thì lúc đầu mình nhìn vào thì mình không cảm giác đâu. Mình nhìn cái chỗ mà đi tiểu ấy. À đi tè ấy. Đi tè thì nó có hai, kiểu hai viên gạch để đè lên ấy. Mình cứ nhìn rất là ngây thơ và nghĩ rằng là kiểu nâng cấp lên để cho các bạn nam đứng cho nó thoải mái và sạch sẽ hơn. Hóa ra cái chỗ đấy là cái chỗ ngồi chứ không phải chỗ đứng. Ôi, hai vãi trưởng. Ok. Đây, quái. Ở đâu ơi? Ôi, ôi, chết rồi. Ôi, con nhảy nó ngon chứ. Vãi. Ở đây. Ôi,
Ôi, ôi đôi 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 đôi. Vãi cả phải huyết thanh rồi chứ. Và vẫn ngây thơ về đi xong rồi hôm sau đến ủa. Đừng có ra bắn đấy. Ui, tôi chết rồi. Thì hôm sau kiểu cũng đi lên trường mà thì vào chúng nó rủ đi nhà vệ sinh. Ủa đấy. Thôi. Ui con này sao mày không để anh rồi. Thì chúng nó lại vào nhà vệ sinh bên kia cơ. Thì mình cứ ngớ ra là mình đi vào nhà vệ sinh nữ. Hai mấy cái trường cũng khó hiểu, kiểu đi bên đấy nó thạch sạch sẽ thoải mái hơn. Đó là lần đấy, lần đấy là lần ngu người nhất của mình ở khi đi vệ sinh ấy. Có đỡ thật tuyệt vời, thành đồ to rồi. Thôi, có vẻ hơi lag. Ok câu tiếp theo nào. Ui thằng này bắt được rồi, cẩn thận với nó đấy. Người đầu tiên mà ui kinh nhỉ, đi cận chiến mình vậy. Nhưng mà cũng cẩn thận đấy, cái đấy cận chiến đau lắm. À anh sao các bạn không hiểu các bạn bao nhiêu tuổi nhưng mà kiểu toàn kiểu hỏi về trịch này xong rồi chim cu các kiểu. Đây ok, người anh thích trịch đầu tiên là ai thì có phải tất nhiên là phải là gấu rồi chứ, chẳng lẽ là đi ra đường là trịch bừa mọi đứa. Hay là trịch bừa một anh, mình vẫn phải là mình không gay. Thôi tự nhiên lắc lắc cái đầu chứ. Ủa, bọn này rất khôn nha, cho nó mình nó cho mình cào rồi nó cào đứa khác. Bọn này danh danh thật. Và mỗi lần trịch anh thường kéo dài bao lâu? Một tiếng nhá. Đùa thôi. Mình có chưa được một tiếng đâu. Nếu mà đối với gấu thì chắc thì được tầm 5 phút, là 5 phút là nhiều đấy. Gấu nó sexy khó chịu lắm. Không thể được cưỡng nổi mà nó con này nó khôn lắm. Thôi nhá, được rồi nhá. Cô bạn cái này nó mang tính 18 cộng quá. Và đi chạy đâu chạy đâu. À, vì dồn cho mình ăn. Ok, câu tiếp theo. Tình huống nếu có một đứa hot girl nó bắt cóc bỗng nhiên bắt cóc anh và chị anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Thì tự nhiên là thôi cứ để tự nhiên các bạn ạ. Thì mình biết số mình nó vậy rồi, kiểu số nó đào hoa thôi, cho em ấy làm gì cũng được. Mà chắc gì nó đã làm gì đúng không? Chả nhân đâu nhưng thấy mình nó kiểu bự quá nó sợ chạy bốn dép được sao. Đùa đấy. Ui con này bắn khá là hay. Đồ 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 rồi, ở nhà bên cạnh bật nhạc to quá, kiểu Tết mà không tránh được rồi. Bên cạnh nhá, bên nhà có phê ạ. Vèo kia, thầy vèo nhá. Ngon chưa? Thông đi nào. Ui, chưa rồi. Ui. Ui, tôi, mình đi ra vào đây. Nào, quay lên. Ôi, nguy hiểm vậy. Nguy, nhỏ. Và cái cô gì nữa nhỉ? Dream anh nặng bao nhiêu cân? Từ từ, con đồ to để mình cẩn thận này. Ờ thôi. Ờ con đồ nhỏ ở đâu ra mày? Thì mình cũng chả bao giờ mình cân cái stream mà mình stream mình cả. Mình thỉnh thoảng mình có sách sách nó lên thì có vẻ là nó khá là kiểu cái nào đi tè, lúc nào đi tè thì các bạn chả sẽ phải sách nó lên. Ê, từ từ bắt ạ. Ngon. Ui. Mình tiến bạn đây. Ui gì đâu này. Ui tôi ôi ôi ai vào đây vào đây vào đây. Ui đông ấy, chúng nó đông quá khó cận chiến hết. Ui 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 bơi vào đây nào. Ôi tôi chết rồi, mình cần nó bị bắt cái tường nên mình cần chiến hụt mất. Thì cỡ mình tầm khoảng 2-3 cân. 2-3 cân có bao giờ trim ngựa mình không biết đâu, chắc là vài là chắc cùng lắm là vài lạng thôi. Thôi chết rồi. Ok, câu hỏi chấm dứt tại đây. À, các bạn cứ hỏi cho mình nha và mình sẽ Được, mình chém trúng mà sao nó lại bị thằng kia nó giết. Phải thật. Phải đến cái con đầu nhỏ này may thế. Ui ui. Ui. Để mình chôn cái con biến thái này xem. Đằng nào heo một sao cũng chán thua.
Ê, nó đuổi mình, nó đuổi mình. Là ê, từ 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 ôi, nó di chuyển nhanh hơn mình thì phải. Ê, chặn đường anh ạ. Đồng nam chôn tí cho vui nào. Ê, đuổi anh đi, đuổi anh đi. Vào đây, vào đây. Ê, ăn bom rồi. À, trời ơi, đạt một kill. Ôi, từ 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 vãi. Quên vào rồi. Ra đây, đây đây, em bắn. Bye, cô biến thái hai với trưởng. Và các bạn cứ cho gửi câu hỏi cho mình. Nói chung nó các bạn nhìn kỹ nhé, bởi vì mình có trả lời nhiều câu hỏi mà, nếu mà nó trùng thì mình không chọn nó đâu. Trùng thì nó mất vui. Ui. Ui. Cả vếu sỏ, cả vếu top ở đây để sống sao được. Kinh rồi đấy. Ra đây. Để mình thử gần chiếu cái này nào. Ui. Ôi, à, chết rồi, rồi cào ra đấy. Đi chơi nó tí mà. Đây là vếu cam này. Ở đâu ấy? Đây có. Chết đâu mày? Anh đến đây. À, ngon. Và thứ 13 rồi. Nhanh phết. Ui, bay vào đây. Vào đây, vào đây. Ui, ok. Bye. Cái này bổ hay phết, bổ hay vào đầu thật. Ui, bếu đây. Quẻ lên, anh đây các bạn. Ui, chết rồi, nó nhìn thấy mình. Chạy, 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 chạy. Ở đây, đi, đi, đi. Nào, thúc đi. Thúc, à. Cảm ơn nhá. Đấy, toàn chi vôi chúng nó thôi. Đâu rồi? Chết đâu rồi, anh đây các bạn. Ok. Sao phi, phi như con ngựa này. Đây, vào đây, vào đây. Ôi, nó rơi mất rồi. Cái chiếu con đầu to này cực khó luôn. Đập đi. À, cũng chết à. Ui, tôi chết rồi. Bắn thêm mà không chết, à, đâu, đập thêm mà không chết. Cái bộ này nhìn hai phết. Ở đâu ấy? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, đây rồi ơi. Xong nó bắn thêm nó không cần chiến luôn đi. Ui. Tôi xong rồi. Đôi rồi. Ổn quá, mình nhảy bên cạnh. Vào đây, vào đây. Ôi, dùng mất rồi. Đấy, ào cả. Vào đây mày. Ôi, đây ơi. Chà. Ôi, thôi, hết đi, hết cơ hội cận chiến thôi. Ủa, biến thái kìa. Tôi bị lấy đi chôn nó thế rồi. Để xem nó có đuổi mình. À, đây, đây, nó đuổi. Đấy, nhanh, nhanh. Cái này nó chạy nhanh hơn mình nên mình cố gắng căn 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 cho nó kiểu nó mình nó đi vì cái vòng này là nó không đuổi kịp được. Nó vẫn đuổi mình. Xem một mày kiên trì đến đâu. Ê đây các bạn. Ui. Ôi nó cào chết một thằng rồi này. Đuổi. Ôi nó không đuổi này, nó chán rồi. Không như ván vừa đấy. Đuổi hai mấy chưa. Ui, ui, từ từ. Ui, từ 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 từ. Ê, nào nào nào, quẻ đấy thôi, hết ván rồi. Yeah, thôi, ok, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn năm mới vui vẻ, yeah.